Thưa quý vị, vào ngày 29 tháng 7, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đơn vị bầu cử tại huyện Thạch Thành gồm các ông bà, ông Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo, Trưởng ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh, bà Bùi Thị Mười, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, đã tiến hành tiếp xúc cử tri tại cụm 4 xã Thành An, Thành Long, Thành Thọ và Ngọc Trạo. Tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh báo cáo đến cử tri tóm tắt kết quả kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17 vừa kết thúc vào ngày 10 tháng 7 năm 2019. Theo báo cáo, với tinh thần làm việc khẩn trương nghiêm túc, trong thời gian 3 ngày, kỳ họp thứ 9 diễn ra, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông qua 20 nghị quyết và quyết nghị các vấn đề quan trọng, các giải pháp trọng tâm, thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Sau khi nghe báo cáo, cử tri cụm 4 xã đã bày tỏ sự phấn khởi trước kết quả đạt được về kinh tế xã hội của tỉnh ta trong thời gian qua. Đồng thời, cử tri kiến nghị với đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh một số vấn đề như: cử tri xã Thành Long đề nghị xây dựng nhà văn hóa cho hai thôn sau sáp nhập do cơ sở đã xuống cấp, siết chặt quản lý niêm yết giá thuốc chữa bệnh tại các hiệu thuốc. Cử tri xã Thành An đề xuất kinh phí hoạt động hàng năm cho các hội đoàn thể như Hội Đông y, Hội chất độc da cam, Hội thanh niên xung phong, hỗ trợ 50% lương đối với cán bộ hợp đồng bán chuyên trách cấp xã. Đề nghị xem xét đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ đề nghị xã Ngọc Trạo đạt xã ATK. Đề nghị tăng mức trợ cấp cho các đối tượng chính sách, người có công, thân nhân liệt sĩ, thương binh liệt sĩ, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy tờ thông tin, thời gian xét nghiệm ADN khi tìm hài cốt liệt sĩ, đẩy nhanh tiến độ sơ thẩm hồ sơ đối với các chế độ chính sách. Một số tuyến đê bao xã Thành Minh đang bị hư hỏng, đề nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí nâng cấp đảm bảo an toàn cho diện tích sản xuất nông nghiệp và tính mạng người dân. Tại buổi tiếp xúc, đại diện lãnh đạo huyện Thạch Thành đã tiếp thu và giải trình một số nội dung thuộc thẩm quyền của huyện. Thay mặt Tổ đại biểu Hội đồng Nhân tỉnh, ông Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh đã phát biểu làm rõ thêm những vấn đề có liên quan, đồng thời đề nghị các ban ngành của huyện tập trung giải quyết theo quy định một số vấn đề mà cử tri kiến nghị thuộc thẩm quyền. Các ý kiến kiến nghị của cử tri được Tổ đại biểu tổng hợp báo cáo tại kỳ họp tới.